Alo, anh Quang hả? Nghe. Dạ, em mới vừa chốt được một cái tích xanh bùng sức sống 10 cộng cùng Vitality nè. Ồ, chúc mừng em. À, mà hình như hôm nay em nghe giọng anh không được khỏe cho lắm á. À, dạo này công việc anh stress nhiều quá. Thì không biết có cách nào để mà giảm stress không em? À, thế thì anh nên tham gia vào câu lạc bộ AA Vitality cùng em đi. Giúp anh em mình vừa xây dựng được hình ảnh sống khỏe, vừa tràn đầy năng lượng khi làm việc, kết nối được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Câu lạc bộ AA Vitality mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân của mình anh. Ồ, câu lạc bộ AA và Charity tuyệt vời vậy hả em? Dạ, tất nhiên rồi. Vậy ngày mai hai anh em mình cùng chạy bộ nha. À, ok em, để ngày mai anh thử. Mệt quá, chắc phải tập thường xuyên hơn nữa. Hello anh Quang. Rồi, chào mọi người. Ô, dạo này anh Quang đi làm sớm trong tràn đầy năng lượng và sức sống á ha. Lại còn đẹp trai nữa chứ, có bí quyết gì không anh? Cảm ơn em. Thì từ khi tham gia câu lạc bộ AA và Vitality, anh thấy năng lượng với tinh thần làm việc của mình cũng thay đổi rất là nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn nữa. Không thì ngày mai mọi người có thời gian này chạy cùng anh nha. Dạ. Yeah. Với AA và Vitality sẽ giúp cho chúng ta tích cực sống khỏe hơn lẫn tinh thần và thể chất ạ. Công ty AA luôn đồng hành cùng với khách hàng sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. AA sẽ có những phần quà xứng đáng dành cho anh ạ. Với sản phẩm bùng sức sống 10 cộng cùng Vitality sẽ giúp team chúng ta về đích MDAT sớm hơn. Yeah! Team ơi, Quang có một thông báo rất quan trọng. Đã có danh sách vinh danh MDAT tại Thái Lan. Team chúng ta có 3 thành viên đã đạt được chip này. Chúc mừng team. Yeah! 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 MDAT khỏe cùng Vitality. Yeah!